Cực căng, bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 7 năm ngồi nhà đá bóc lịch. Nổi tiếng là CEO quyền lực của Đại Nam, thế nhưng bà Hằng ngày đêm đem lòng đam mê bộ môn livestream sau khi lần lượt giới văn nghệ sĩ được CEO réo tên với hạng mục ăn chặn từ thiện, trốn thuế. Thì mới đây, người được cho là thay mặt công chúng phơi bày góc khuất của showbiz lại được công an TP.HCM đọc lệnh với các tội danh: lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội và internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư người khác, trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo đó, khác với hình ảnh tranh xả tường tấy trên các buổi giao lưu với fan, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng lộ dáng vẻ tiêu tụy, xuống sắc trông thấy, khiến cho dân mạng khóc thét lên bởi tiếc cho nhan sắc mặn mà thấm đượm một thời trên sóng livestream. Qua quá trình điều tra, vị CEO này tỏ ra không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.